Chiều ngày 12 tháng 9, ông Huỳnh Trọng Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pa, tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã báo cáo lên Ủy ban Nhân dân huyện sự việc người dân tụ tập tại gốc cây si ở khu vực chợ Nghĩa Hưng để cầu nguyện. Theo ông Huỳnh Trọng Quang, cây si nói trên có từ hàng chục năm khi thành lập chợ. Sau thời gian sinh trưởng, cây to, rợp bóng, đè lên mái tôn. Cây có nguy cơ gãy nhánh nên cách đây một tháng, ban quản lý chợ đã cho tỉa cành. Đến ngày 10 tháng 9, một tiểu thương nhìn thấy mặt cây có hình thù giống mặt người rồi quay, đăng lên mạng xã hội. Sau đó, một số người suy diễn mặt cây giống mặt Chúa Giêsu nên đem hoa, quả đến gốc cây cầu nguyện. Trước tình hình đó, xã đã đề nghị người dân không đặt hoa, quả dưới gốc cây để cúng vì đây là khu vực chợ chứ không phải nhà thờ. Trong văn bản báo cáo Ủy ban Nhân dân huyện, Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Hưng đề xuất cho di dời cây si ra khỏi khuôn viên chợ để tránh tụ tập đông người, gây ảnh hưởng buôn bán và an ninh trật tự tại chợ.